Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Chín đặc điểm nổi bật nhất của tuổi Mậu Thìn 1988 ôn tình chi long. Mỗi một con giáp sẽ có những đặc trưng riêng biệt, thể hiện ra tính cách, ra vận số riêng của mình. Tuổi Mậu Thìn 1988 cũng như vậy, họ có những đặc điểm mà những tuổi khác không có, có những ưu điểm riêng biệt của tuổi này. Đồng thời, Mậu Thìn cũng ẩn chứa những nhược điểm trong tính cách, trong con người cũng như vận mệnh của mình. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đi khám phá những đặc điểm nổi bật nhất trong con người của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 này nhé. Tuổi Mậu Thìn, năm sinh dương lịch, từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 đến mùng 5 tháng 2 năm 1989, mang đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế trường mạng, xương con rồng tướng tình con quạ, vật độ mạng. Năm sinh Mậu Thìn, thiên can Mậu, tương hợp thiên can Quý, tương hình thiên can Nhâm, thiên can Giáp, địa chi Thìn, tam hợp Thân, Tý và Thìn, tứ hình xung Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Tuổi Mậu Thìn đứng vị trí số 5 trong hệ thống đánh số can chi của người Á Đông. Mậu Thìn được kết hợp từ thiên can Mậu và địa chi Thìn. Trong chu kỳ của lịch Trung Quốc, nó xuất hiện trước Kỷ Tỵ và sau Đinh Mão. Mậu Thìn với nạp âm thuộc hành mộc, do thiên can Mậu thuộc ngũ hành thổ, ghép với địa chi Thìn cũng thuộc ngũ hành thổ. Can và chi cùng đều thuộc hành thổ, cho nên tuổi Mậu Thìn thuộc lứa tuổi đa số có năng lực đầy đủ, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ thời tiền vận cho tới trung vận. Bởi vì can, chi, nạp âm không tương hợp ngũ hành với nhau, cho nên hậu vận thường có nhiều bất chắc, dòng đời ít suôn sẻ như trước. Mậu Thìn có nhiều thổ tính trong tuổi, cho nên khi thổ vượng sẽ khiến kiềm chế chất mộc, làm các bộ phận như dạ dày, gan, lá lách, miệng dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Mậu Thìn có đầy đủ hai tính chất của thiên can Mậu và địa chi Thìn. Thiên can Mậu với tính cương trực, cứng rắn, không khoan nhượng. Địa chi Thìn với tính cách, ảnh hưởng của chòm sao thiên xứng nằm phía đông nam của hoàng đạo, có khuynh hướng thiên về triết học, văn chương, bản tính dao động, thường hoài nghi, không muốn mất lòng ai, nhưng trái lại một số người lại có đức tin mãnh liệt. Mậu Thìn thuộc mẫu người trực tính, cứng rắn, lòng đầy tự hào, càng đi ra nơi sinh trưởng thì càng có lợi, tự tin nhưng đa nghi, cho nên thường hay mâu thuẫn nội tại. Phán đoán công việc rất hay và sáng suốt, nhưng khi bắt tay thực hiện thì do dự, cân nhắc cẩn thận, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt ở trong tầm tay. Tuy nhiên cũng có một số ít người biết chớp lấy thời cơ, khi gặp thời thì biến hóa như rồng, biết thu mình lại khi chưa gặp vận. Tuổi Mậu Thìn hợp với những tuổi, những giờ, ngày, tháng, năm là Giáp Thân, Canh Thân, Bính Tý, Nhâm Tý, Mậu Tý, Nhâm Thìn, Giáp Thìn. Tuổi Mậu Thìn kỵ với những tuổi, những giờ, những ngày, tháng, năm là Canh Tuất, Bính Tuất và các tuổi mạng Kim, mạng Thổ và những người mang thiên can Giáp, thiên can Ất. Tuổi Mậu Thìn với thiên can mang chữ Mậu có các bộ sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Mật, Thiên Cơ và Tứ Hóa, cho thấy những người đứng can Mậu là người có tham vọng, làm các việc thiên về ứng dụng thực hành hơn là môi trường thiên về lý thuyết. Mậu Thìn là người thông minh, lanh lợi, làm việc gì cũng dễ được trở thành tự cao, là người nuôi nhiều tham vọng, lời nói ngọt ngào hoa mỹ nhưng nội tâm kém phần sâu sắc. Mậu Thìn có chí tiến thủ hăng say, ít khi bằng lòng với hiện tại. Số có phù trầm chiếu mạng, cho nên cuộc đời phải chịu nhiều thăng trầm, công danh sự nghiệp thì đổi thay, bạc tiền vào ra nhanh chóng. Nếu sinh thuận vào mùa đông, mùa xuân thì cuộc sống gặp được nhiều may mắn, đường công danh sự nghiệp thăng tiến dễ dàng, bền vững. Còn nghịch sinh vào mùa hè, mùa thu thì đa phần gặp trắc trở trên đường đời, sự nghiệp chậm thành, duyên tình thì phải lận đận. Tuy nhiên dù thuận hay nghịch mùa sinh thì tuổi Mậu Thìn đều là những người cao số, giàu hay nghèo thì cũng phải lo lắng cực thân, đường tình duyên lắm mối, có người mang đeo đôi ba dòng con. Nếu biết kiềm chế ham muốn bản thân thì dễ có cơ hội dương danh với đời từ thời trung vận và bền vững sự nghiệp lúc tuổi già.
tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc. Trong văn hóa phương Đông, rồng là con vật quyền uy, thể hiện sự khiếp sợ của người khác. Đây là con vật đại diện cho vua chúa ngày xưa. Trong tâm linh, đây là con vật cưỡi của Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Tôn. Mỗi khi đi đâu thì xe kéo 6 con rồng sẽ được đưa đến để vân du, cho nên được gọi là Long Sa, Long Giá. Con rồng là con vật hùng mạnh được kính trọng nhất trong số tất cả 12 con giáp. Nó tượng trưng cho tham vọng, sự thống trị, nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng mang tính chất thần thánh. Người sinh vào năm Thìn thì tràn đầy năng lượng, có sức mạnh, có sức quyến rũ, tỏa sáng, là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Dáng vẻ to lớn oai hùng của rồng trong thần thoại khiến cho tư tưởng của con người mặc sức bay bổng. Bởi vậy, dù có hư cấu hay không thì phẩm chất thần kỳ của loài rồng chắc chắn tiềm ẩn trong những người sinh năm Thìn. Người tuổi Thìn khoan dung, đại lượng, tràn trề sinh lực, sức khỏe dồi dào. Với những người tuổi Thìn, cuộc sống là ngọn lửa rực rỡ màu sắc. Dù cho những người mậu Thìn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, phiến diện, võ đoán hay suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi quá cao hoặc là cố chấp. Mặc dù kiêu ngạo, thanh cao, nhưng ngay từ nhỏ mậu Thìn đã xây dựng lý tưởng, đòi hỏi người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như của mình, cho nên họ mới trở thành ích kỷ, đòi hỏi quá cao, cố chấp. Vận trình nói chung của những người tuổi Thìn được chia theo con số cơ bản 30, 10, 20, chứ không chia theo vận số 20, 20, 20 như các tuổi khác. Trong đó thì 30 năm đầu của những người tuổi Thìn thì phải tha hương, vùng vẫy nhưng lại phải quán xuyến gia đạo cho gia đình, chăm dâu đổ đầu tằm. Thường thì sự thành công không đến ở giai đoạn này với những người tuổi Thìn. Tuổi nào cũng vậy, tam thập nhi lập, đến năm 31 tuổi mới tính là vận số cung thân, là một cung rất quan trọng. Trước 30 tuổi, vận số thuộc về mệnh cung, chịu sự chi phối bởi cung phúc đức, phụ mẫu và huynh đệ. Tuổi rồng chưa qua 30 tuổi chưa phải thực sự là rồng, mà chỉ là giao long, chưa bay được lên trời, chỉ vùng vẫy ở dưới nước sông, nước biển. Đây chưa phải là thời phi long tại thiên, trong quẻ bát thuần càn, mà chỉ là thời điểm tiềm long vật dụng, hiện long tại điển trong kinh dị mà thôi. 30 năm đầu đời của những người tuổi Thìn thường long đong lận đận. Nữ tuổi Thìn cưới chồng trước 30 thường có sự kém hạnh phúc, kém cảm thông, trong sách gọi là cô long ẩn mặc, rồng một mình ngồi ẩn sau bức rèm, vì thế không thể vùng vẫy, không thể thành chân long mà đã phải gánh vác việc gia đình. Cho nên sự giao cảm giữa vợ và chồng, những người tuổi Thìn thường không có sự chia sẻ với nhau đầy đủ về quan điểm. Những người nam giới tuổi Thìn trước 30 tuổi cũng vùng vẫy, cũng phải bồn ba tối xứ nhưng chưa thể thành công. Vòng đời vùng vẫy của những người tuổi Thìn để tìm kiếm danh vọng thường thì rất ngắn, chỉ trong khoảng 10 năm, sau đó sẽ chuyển qua thời tọa long, rồng ngồi để cai trị. Cho nên sự thành công bứt quá của những người tuổi Thìn tới 40 tuổi thường không có sự tăng trưởng thêm về quan lộ, tài chính và quyền lực. Cho đến 20 năm cuối của những người tuổi Thìn là độ tuổi của sự hồi niệm về thời gian trai trẻ, thời gian thanh xuân của mình, hoài niệm về sự an nhàn, cầu mong sự thanh thản và bình yên. Thời tiết lúc tuổi Thìn sinh ra cũng có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sau này của họ. Những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ mưa gió bão bùng sẽ đi trên con đường phải gặp rất nhiều trông chênh, đầy mạo hiểm. Những người sinh vào ban ngày, khi trời biển phẳng lặng, thanh bình thì cả đời sẽ được bảo vệ, tính tình thì cũng rất dễ thương và đáng yêu. Mậu Thìn mạng mộc tuổi Thổ, tuổi nuôi cho mạng điểm tô sau này. Đông xuân xanh thuận nhiều may, nghịch sinh phải chịu đắng cay duyên tình. Số như cây trái nở đua, nhưng mà bị khắc vì lỗi mùa sinh. Mùa xuân vượng tướng phát tài, mùa hạ giàu có muôn ngàn cực thân. Tính người khẳng khái thông minh, xung khắc thân tộc, gia đình sớm xa, anh em cô bác chẳng gần, người dưng giúp đỡ ân cần độ ta. Phiêu lưu xứ khác xa quê ông bà, công việc thay đổi bôn ba, tiền bạc khó giữ, cửa nhà khó nên. Có tài có đức trong tay, xuân xanh thất bại sau này thuận hưng. Vận thời tốt ở trung niên, công danh tài lộc vững bền từ đây. 9 đặc điểm nổi bật nhất của những người tuổi Mậu Thìn 1988. Thứ nhất, Mậu Thìn ôn tình chi long. Ôn tình chi long cho thấy đây là con rồng thích long chơi, thích hưởng lạc,
cư xử khó tính, thường không ưa, không vừa lòng hay có ý kiến với mọi điều xung quanh, truy cầu sự hoàn mỹ tinh xảo. Cuộc đời thì lắm phong sương, thành quả buổi đầu thì luôn luôn không tương xứng với khả năng của mình. Mậu Thìn vốn được gọi là ôn tình chi long, trong tên có chữ tình, ẩn chứa cho việc quyết định trong cuộc sống của Mậu Thìn hay phải vây quanh chữ tình này. Tình tốt thì bay cao, bay xa, tình xấu thì như rồng nằm trong ao nước cạn. Mậu Thìn có những người vì yêu mà bỏ cơ hội nơi xa xứ. Mậu Thìn có những người vì tình mà bỏ cơ hội lập nghiệp, sự nghiệp của bản thân mình. Lại có những người Mậu Thìn vì quá mải mê, chìm đắm trong yêu đương lúc đầu đời mà nhìn lại vẫn mãi mình chưa thấy ổn định và được an nhiên. Cuộc đời của những người tuổi Mậu Thìn quy định phải gặp hai điều. Một là họ phải ổn định tình cảm trước thì sự nghiệp của họ mới có thể bay cao, bay xa được. Hai là họ tự chặt tơ tình, cuốn lấy thân, thăng hoa trong sự nghiệp thì tự tình cảm sẽ bay theo, tự phát triển. Còn nếu họ là những người tham lam, muốn cả tình, cả tiền và yên ổn cả hai cùng một lúc thì thường thì tình cũng dở mà tiền cũng sẽ dở theo. Mậu Thìn nhiệt thành, khoan hồng, độ lượng, không thủ lâu nhớ dai, không suy tính mưu hèn kế bẩn. Tuổi này thường có tư duy tự ngã, thích coi mình là trung tâm của vạn vật, thích điều hành, lắm ý kiến, cho nên cũng hay gặp rắc rối, mệt mỏi, khó được an yên. Rồng là bản mệnh của ý chí quyết tâm cao, lòng cầu tiến mạnh mẽ. Mậu Thìn thì luôn luôn muốn bản thân của mình phải có sự phát triển tốt, thành công rực rỡ trong cuộc đời. Họ luôn nhận lấy những trách nhiệm cao cả, gánh vác những điều nặng nề nhất, lấy đó làm động lực để cho mình phấn đấu vươn lên. Ứng với ý chí của bản thân, Mậu Thìn cũng được trời phú cho khả năng thiên bẩm ở mức rất cao, tiềm lực phát triển rất lớn. Ở họ có sự dễ thích nghi với mọi môi trường, mọi điều kiện. Cuộc sống tròn thì họ tròn, mà cuộc sống méo thì họ sẵn sàng méo theo. Đây là một người dũng cảm đối diện với hiện thực. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ nỗ lực chống chọi để có thể truy cầu sự thành công. Nhưng đôi lúc cũng có những người buông bỏ từ rất sớm. Hiện tại chỉ có thể nằm thở qua ngày, thoi thóp như rồng mắc ao cạn. Đặc điểm thứ hai của những người tuổi Mậu Thìn. Mậu Thìn mang sự trung hậu của Thiên Can Mậu. Mậu Thìn đứng Thiên Can Mậu, cho nên những người Mậu Thìn sẽ có một trái tim rất ấm áp, là người chân thành, đa cảm. Điều này khá tốt khi họ cân bằng lại sự lạnh lùng của tuổi rồng. Trong công việc, những người mang Thiên Can Mậu sẽ giúp cho bản thân mình có được năng lực xã hội tốt, đối nhân xử thế rất lễ độ. Họ thể hiện ở sự cảm thông, lắng nghe, đa cảm, trung hậu và thành thật. Họ là tuýp người tình cảm, cho nên họ có một cảm tính rất tốt khi giao tiếp. Mậu Thìn biết được rằng lúc nào thì dùng thái độ mềm mỏng, lúc nào cần phải kỷ cương và cứng rắn. Thế nhưng một nghịch lý đó là những người này khó có thể chia sẻ câu chuyện của mình với một người nào đó. Đó chính là lý do khiến cho Mậu Thìn hay bị stress về mặt tình cảm, đôi khi rơi vào trạng thái ủy mị, do dự khi đứng trước quyết định giữa lý trí và trái tim. Trong tính cách đặc trưng của Thiên Can Mậu và những người Mậu Thìn, Mậu Thìn là những người trọng chữ tín, thẳng thắn, coi trọng danh dự. Nếu như Mậu Thìn hứa với bạn điều gì, bạn hoàn toàn có thể tin vào điều đó. Cho nên khi làm ăn, kinh doanh, Mậu Thìn rất dễ tìm đối tác cho mình nhờ chữ tín đó. Không những thế, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể giữ gìn cái tôi cũng như danh dự của mình. Đó là sự kiêu hãnh gấp đôi của cả Can, Chi, Mậu và Thìn. Nó cũng kéo theo một nhược điểm, đó là vài trường hợp những người Mậu Thìn rất dễ tự ái, cố chấp với chính kiến của mình. Bù lại, những người Thiên Can Mậu không phải tuýp người, thích xù nịnh kẻ trên, cho nên đó càng là lý do khiến cho Mậu Thìn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Đặc điểm thứ ba, Mậu Thìn có nguồn năng lượng dồi dào của mệnh Mộc. Mậu Thìn 1988 thuộc mệnh Mộc trong Hán tự. Mộc là biểu tượng của cây cối, nó gắn liền với sự tăng trưởng, sinh sôi nảy nở, sức sống căng tràn, sắc xanh lục. Mộc còn là một trong những vật quý hiếm giúp cho con người từ thời phong thủy cho tới nay. Cho nên khi chúng ta nhắc tới Mộc thì chúng ta có thể thấy một sức mạnh, một ý chí, nghị lực vươn lên. Vì mệnh Mộc cho nên trong công việc của tuổi Mậu Thìn mang đến một nguồn năng lượng dồi dào, luôn có sự cầu tiến trong sự nghiệp, không dễ dàng bị khó khăn hay thất bại khuất phục.
Đây là một ưu điểm nổi bật, chỉ xếp sau tính lãnh đạo của những người tuổi Mậu Thìn. Với tính cách này vừa đem lại hiệu quả cao trong công việc, vừa giúp lan tỏa một tác phong, nhịp độ làm việc cho những đồng nghiệp xung quanh. Trong giai đoạn tuổi 30, Mậu Thìn càng thể hiện rõ nguồn năng lượng đó khi mà có mong muốn chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp, sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định hiện tại để tìm ra lối đi thực sự cho mình. Nhờ vào sức sống mãnh liệt, tính lạc quan đã tạo ra điều kiện cho những sáng tạo, óc tưởng tượng có thể được phát triển. Cho nên không khỏi ngạc nhiên khi mà những người tuổi này thường nảy ra những ý tưởng mới, ý tưởng hay ho trong công việc. Đôi khi họ còn tạo ra một xu hướng nào đó cho những người xung quanh. Mậu Thìn không chỉ chăm chăm đi làm trong khuôn khổ, mà họ luôn có sự đổi mới, phát triển hơn trong công việc cũng như sự nghiệp của mình. Đặc điểm thứ tư, tính lãnh đạo của những người tuổi Rồng. Như đã nói ở trên, Mậu Thìn cầm tinh của con Rồng. Đây là một linh vật linh thiêng và quý tộc, được xem là tuổi vua chúa trong số 12 con giáp. Không phải ngẫu nhiên mà ở vị vua chúa thời phong kiến luôn lấy từ long để chỉ cho những đồ vật của vua như long bào, long sàng. Chính vì những ưu điểm đầu tiên của những người tuổi Mậu Thìn đó chính là khả năng lãnh đạo, thậm chí là sai khiến kẻ khác. Đối với những người tuổi Mậu Thìn, tính lãnh đạo và đứng đầu được xem là điểm sáng nhất trong tính cách của họ. Cái tài lãnh đạo của họ đôi khi khiến cho người khác phải khiếp sợ, cho nên đây cũng vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của Mậu Thìn, vì khó có thể tìm được một người bạn ưng ý. Tuy nhiên Mậu Thìn lại rất dễ tìm kiếm cộng sự trong công việc, vì ai cũng mong muốn được làm việc cùng với họ. Bởi lẽ trong tác phong làm việc của Mậu Thìn, họ thể hiện sự làm việc nghiêm túc, dứt điểm, hiệu quả và xuất chúng. Mậu Thìn là những người đòi hỏi sự cầu toàn trong công việc, chuyên nghiệp trong tác phong. Rất khó để thấy được những câu bông đùa vô thưởng vô phạt của những người Mậu Thìn trong giờ làm việc. Đổi lại, họ rất hết mình với công việc, thậm chí còn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp phải noi theo. Đặc điểm thứ 5, tính cách cầu tiến. Mậu Thìn là bản mệnh của ý chí quyết tâm cao, lòng cầu tiến mạnh mẽ. Mậu Thìn luôn muốn bản thân mình phải có sự phát triển tốt, thành công rực rỡ trong cuộc sống. Ở họ luôn nhận lấy những trách nhiệm cao cả, gánh vác những điều nặng nề nhất. Họ lấy đó làm động lực để cho mình phấn đấu, để cho mình vươn lên. Ứng với ý chí của bản thân mình, Mậu Thìn cũng được trời phú cho khả năng thiên bẩm ở mức rất cao, tiềm lực phát triển rất lớn. Ở họ có sự dễ thích nghi với mọi môi trường, mọi điều kiện làm việc. Cuộc sống tròn thì họ sẵn sàng tròn, mà cuộc sống méo thì họ sẵn sàng phải méo theo. Đặc điểm thứ 6, thích làm những chuyện lớn. Đây cũng chính là ưu điểm, đồng thời cũng là nhược điểm của những người tuổi này. Mậu Thìn luôn là những tuổi chỉ thích làm những chuyện đào to búa lớn, thích đi đường tắt cho mau tới đích. Thành thử ra họ là những người có xu hướng được ăn cả ngã về không, đôi khi ẩn chứa sự cuồng vọng, tự cao, tự đại mà chính bản thân họ cũng khó có thể khống chế được. Trong bản mệnh của những người tuổi Mậu Thìn thường có hai kiểu trái ngược. Một kiểu là những người dũng cảm đối diện với hiện thực, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nỗ lực chống chọi để truy cầu sự thành công. Kiểu thứ hai là những người buông bỏ trước số phận. Đặc điểm thứ 6 của những người tuổi Mậu Thìn, tính cách cực đoan. Do tính cách có phần tự cao, tự đại, cho nên đôi lúc tính cách của những người Mậu Thìn trở thành cực đoan ở một số trường hợp. Thêm vào đó, số phận chớ trêu thay khi cho những người tuổi Mậu Thìn hay gặp phải nhiều gian nan, khó khăn và lúc vào đời. Trước 23 tuổi, bản mệnh Mậu Thìn là một số phận bay bổng, nhiều may mắn. Sau 23 tuổi là lúc Mậu Thìn cần phải chiến đấu không ngừng nghỉ nếu như muốn cuộc sống sau này được thăng hoa. Sự may mắn tuy vẫn còn, nhưng nếu so với sự trắc trở và so với việc hay gặp họa từ trên trời rơi xuống thì quả thật không thấm vào đâu với những người tuổi Mậu Thìn. Biểu hiện bên ngoài của những người Mậu Thìn là tự mãn, nhưng không phải là thấy chết mà không cứu, nhiệt thành, dễ xúc động, nhưng có phong cách nghĩa hiệp khi người khác gặp khó khăn. Vậy nên Mậu Thìn rất hay vơ việc vào người, đời mình còn chưa xong lại đi lo cho đời của người khác. Người tuổi này cần lưu ý với vấn đề tiền bạc, hết sức hạn chế cho vay mượn tiền bạc, hạn chế việc cả nể mà tin tưởng, hạn chế giao những thứ có thể gây phiền hà như tài khoản, giấy tờ, hợp đồng, sổ sách cho những kẻ xấu, giả làm bạn để có thể lợi dụng mình lúc nào không hay. Mậu Thìn vốn không nhiều mưu,
nhưng cuộc đời thì luôn có những kẻ lắm mưu kế. Đặc điểm thứ 7, tính cách cầu toàn. Mậu Thìn là con người của sự hay hứa mắt. Tính cách của họ ẩn chứa sự hay ý kiến khó ở, không vừa lòng với những hành vi của mọi người xung quanh. Nhưng không phải vì họ ghét bỏ một điều gì đó hay một thứ gì đó. Trái ngược lại, sự cầu toàn của tuổi Mậu Thìn kết hợp với sự nhiệt tình tự nhiên. Cho nên họ sẵn sàng giúp đỡ tận lực vì những người xung quanh mà không bao giờ suy tính điều gì cả. Đặc điểm thứ 8 của những người tuổi Mậu Thìn, tính bảo thủ. Như đã nói ở trên, ẩn chứa trong tính cách của những người tuổi Mậu Thìn là sự tự ngã. Mậu Thìn sinh ra thế nào thì chết đi sẽ như vậy. Ở họ có sự bảo thủ, ít thay đổi, cố chấp dù biết là mình đã sai. Họ hay lảng tránh, không thừa nhận, im re khi không còn gì biện minh, nhưng không bao giờ họ chấp nhận cúi đầu, nhận lỗi. Sự bướng bỉnh này khiến cho tuổi Mậu Thìn bị hạn chế trong sự hoàn thiện bản thân của mình, và đôi khi đẩy tuổi Mậu Thìn vào những tình huống đưa ra các nhận định, các sự lựa chọn sai lầm vì chính cái tôi của mình. Đặc điểm thứ 9, Mậu Thìn với quan hệ rộng rãi. Tuổi Mậu Thìn là những người có khả năng phát triển nhờ vào tài năng tốt của mình, có con mắt nhìn nhận sự việc, thăng hoa nhờ vào quan hệ rộng rãi, anh em khắp bốn biển. Nhưng nước nâng thì thuyền cũng có thể lật, cho nên Mậu Thìn có thể lên cao nhờ vào quan hệ anh em, quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng cũng có thể bị hạ bệ bởi vì đặt lòng tin nhầm người. Mậu Thìn cần phải học cách đề phòng, học cách nắm đằng chui, không nên quá hời hợt. Chỉ vài ba cuộc ăn nhậu, vài ba câu chuyện trò đã nghĩ đó là anh em chí tình, chí cốt của mình. Mậu Thìn có thể sống được cả trong môi trường nhà nước, trong môi trường kinh doanh, nhờ vào khả năng quan hệ tốt, không làm mất lòng của bất cứ ai. Họ cũng có thể phát triển tốt ở môi trường bên ngoài, cũng nhờ vào khả năng quan hệ tốt, tính xông xáo tự thân hay quan tâm tới khách hàng, mọi người của mình. Bản mệnh Mậu Thìn vốn là đại lâm mộc, ở trong cuộc đời của họ luôn mong muốn mình như một cây đại thụ phát triển hoàn mỹ, không chấp nhận việc mình chỉ là một cái bóng mờ ảm đạm. Tuy nhiên, từ mong muốn tới hiện thực thì cần phải điền thật nhiều sự nỗ lực, tính kiên trì bền bỉ, không đơn giản chỉ muốn là có thể xong được việc. Kết luận, những người tuổi Mậu Thìn 1988 ôn tình chi long là tuổi khác với những tuổi khác. Cái tên của Mậu Thìn ám chỉ họ cần đạt đến sự ôn hòa để có thể phát triển toàn diện, chứ không phải họ đã có sẵn sự ôn hòa trong bản tính của mình. Chủ đạo của sự ôn hòa đó là sự bình tĩnh, là khả năng biết lắng nghe, khả năng tiếp thu những ý kiến trái ngược với suy nghĩ của mình, biết nhận sai, biết sửa sai, tâm tính ôn hòa mà đón nhận tất cả mọi điều. Mậu Thìn hãy gạt bỏ một phần cái tôi của mình, gạt bỏ một phần nóng nảy, gạt bỏ đi phần tính cách cực đoan của mình. Thay vì truy cầu đao to búa lớn, bay bổng hào hoa, thì Mậu Thìn hãy tập trung vào những điều nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất, nhưng trong tầm phát triển của mình. Mậu Thìn hãy phát triển từng bước, cần cù, chăm chỉ. Có ôn hòa thì Mậu Thìn sẽ có được sự thăng hoa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Các bạn đã được lắng nghe video 9 đặc điểm nổi bật nhất của tuổi Mậu Thìn 1988 ôn tình chi long của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!